Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo xin nhân xin phụng ngâm lại bài cho ông cò tàu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo, chúc ông thọ nhã vững lèo qua bờ giác ngạn sớm treo gương màu. Nói cõi tạm sông sầu bể khổ làng xe cám dỗ táo nhân gây ra lắm nợ không trần luân hồi sao nẻo khôn lần bước ra rải tình ngõ ái hà quy ca dứt đèn đau tâm sáng rực soi đường cầu tu cho đạt ngũ hương quá gương trí huệ ma dương hải hùng làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân giám thị lục căn đừng cho chúng tinh lăng hoàng ngoài thì chấp thủ mà ngắm lục trần đây là giới thiệu cô Kiều Oanh độc giả phá ngộ quần rất là tham ái còi sân si cũng phải tạo trần đem về giác tâm dân như kim thân thị hiện dứt trời tự sanh đem tâm hỏi hướng gốc lành làm tôi Phật tổ chí thành chỉ chân dầu mắt phải mưa đơn do kiếp cùng kiên trì mà dẹp gai chân ngày nào cắt được lục thông giấc hồn cha mẹ tổ tông bài về cực lạc thành thơi an dưỡng ấy là ngày ban thưởng công tu chúc cho đó dẹp mây mù dần dàng bất thối công phu vuông tròn đến ngày biển càng non mòn tử ân đã trả chẳng còn tội căn nay ông
nhập từ làm tăng trước sau tùy khác tiền căn dần đồng lắng tai nghe được tin hồng tờ qua ít chờ gói lòng chia vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và để tiếp tục chương trình đọc qua sấm thi của Đức Thầy là bài Dụng Kinh Quyền. Và bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ 1942 do hai vị đồng đạo cung kính phụng ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi ôi trời đất mấy muôn trùng mà muốn dụng kinh quyền đạt hiếu trùng mà ngặt nổi thân phàm dương dân nạn trường thế mở
dịch Phật đạo. Với lần ban sẽ dứt mối thâm thù, trên dưới một lòng chí nguyện tu, chẳng dám trễ bế đường đạo. Cảnh nao tù giờ vẫn phải còn mang, nặng triệu trên đầu heo ruột gan, chỉ dốc thoát ly dòng sức tòa, cầu trên thánh chúa dừng ngay già. Chúa dừng ngay già sai mới yên, rồi ngay trở về tiên. Chẳng còn tham luyến nơi trần thế, vì cả thế gian hết não phiền. Anh biết sao mà anh múc? Nam mô A Di Đà Phật. Múc cho cổ đi. Ayo, mình thật con kìa. Ayo. Nè, để chị đọc mà chị muốn nghe hay hay là không, chị thu cái con mai chị phát ra gì đó, chị phát cho chị thu gì đó. Lúc đầu chị phát ra chị nghe giọng đọc mình nó im mà thôi. Nãy chị đọc cái mình phát ra cho tôi nghe cái rồi. Con nghe nữ luôn nào. Được rồi, cho chị nghe được cái gì. Nghe kỳ không? Không kỳ. Nghe tắt cái máy.